Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 7 và cũng là phần cuối của truyện ngắn Người Con Dâu. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến. Những tư tưởng rối mù khiến nàng không thể ngủ được. Nàng nghĩ đến Vân Thụy ở trong phòng tân hôn ngay lúc đó đang phải chịu đựng những trò đùa giỡn và chế giễu của khách dự tiệc cưới. Nàng không biết Đại Trí có thể che chở cho em gái được không. Trương Dương Đức tỏ ra là một thanh niên khôn ngoan, chắc nó biết cách làm cho khách phải đi ra khỏi phòng tân hôn. Nàng không biết khi chỉ có hai người trong phòng, thằng nhỏ có dịu dàng với Vân Thụy không. Dẫu thế nào thì nàng cũng không rời bỏ căn nhà này cho đến khi nàng trông thấy Vân Thụy trở về nhà với chồng trong 3 ngày nữa. Liệu An Phúc có nhẫn tâm để nàng ra khỏi nhà hay không? Nàng ghì chặt cái gối vào ngực để chặn cơn đau tim trong nàng. Chiếc khăn phủ gối bên dưới đầu nàng ướt và lạnh. Nàng không biết nàng khóc từ bao lâu rồi. Thôi Mẫn, rót nước, ta khát muốn chết đây. An Phúc gọi nàng bằng một giọng ngái ngủ. Thôi Mẫn mừng rỡ và vội rót cho chàng một tách trà lạnh. Tay cầm chiếc đèn tù mù và tách trà, nàng đi vào buồng trong và trông thấy chồng nằm sấp trên giường, đầu thò ra ngoài cạnh giường. Nàng đặt cây đèn và tách trà xuống, nàng khéo léo lật ngược chồng lại, đặt đầu chồng tựa vào ngực. Rồi nàng nới lỏng cổ áo choàng của chồng và đưa tách trà vào miệng chồng. An Phúc uống một hơi cạn tách trà và nói nửa thức nửa ngủ. Chị Nghĩa Phần lôi ta sang nhà Tam Gia chơi mặt trược. Ta uống nhiều quá, ta khát quá. Thôi Mẫn, nàng đâu rồi? Nàng vặn to ngọn đèn vuốt tóc chồng. Nàng cúi xuống nhìn mặt chồng. Em đây, bây giờ chàng đã thấy khá chưa? An Phúc tỉnh ngủ dần dần và trông thấy vợ. Con mắt trái của chàng co lại và chàng ngồi bật dậy như thể bị điện giật. Nàng ở đây làm gì? Đi ra ngay, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Nhưng chàng đã nhìn thấy nàng quá rõ trong bộ quần áo ngủ màu hồng, hai đầu vú nhô lên bên dưới làn vải mỏng và hai đùi nàng mịn và trắng nõn. Chàng vội quay đi nhìn chỗ khác. Trông thấy mặt chồng không còn cọc cằn như hồi chiều, Thôi Mẫn gục đầu vào ngực chồng và khóc ai oán. Chàng thực tâm đuổi em đi phải không? Chàng không còn nghĩ gì đến 20 năm yêu thương nhau hay sao? Chàng có thể chửi rủa và đánh đập em, và em sẵn sàng chịu đựng. Nhưng em van xin chàng đừng đuổi em đi. Có bao giờ em nói dối chàng điều gì không? Hoặc làm bất cứ việc gì khiến chàng buồn lòng không? Có không? Xin nghĩ kỹ lại. Còn về chuyện này, trời làm chứng cho em. Khi cái tên vô lại họ Lưu ấy lôi em lên lầu, em có nghĩ đến việc tự tử. Nhưng em cũng lo sợ một người như hắn sẽ làm bất cứ điều gì nếu không được toại nguyện. Em muốn bảo vệ gia đình. Hãy nghĩ lại đi. Nếu em là loại người rẻ tiền thì em có giữ mình trong sạch trong suốt 20 năm qua cho chàng không? Lời van xin đầy nước mắt của nàng làm An Phúc dịu lại đôi chút. Xoay người nàng lại, chàng nhìn thẳng vào mặt nàng và hỏi, có phải mỗi lời nói của nàng là đúng không? Nếu em nói một lời nào chỉ đúng một nửa thì bị trời đất trừng phạt. À, em nhớ rồi. Nàng nhảy xuống giường, chạy bộ về phòng, lôi ra một hộp đựng giày dưới gầm giường và chạy vào với An Phúc và chia cho chồng coi một bộ quần áo lót và một chiếc áo bị xé rách. Hãy coi quần áo này, đây là bằng chứng của em, hắn xé quần áo của em ra. Từ những manh quần áo rách ấy, An Phúc tưởng tượng cái thân thể trần truồng của vợ và bàn tay của Lưu Trường Khanh trên tấm thân thể ấy. Bên dưới bộ quần áo ngủ màu hồng, chàng trông thấy không những cái thân thể mịn màng và mềm mại của vợ, mà còn trông thấy hàng ngàn bàn tay của cái tên khốn kiếp ấy nữa. Bỗng nhiên, như thể là chàng đã chết, mặt chàng biến thành màu của bao tử cá đã chết. Toàn thân chàng như thể bị tê liệt, đổ gục xuống thành đầu giường. Mí mắt trái của chàng lại co giật dữ dội. Thôi đừng nói nữa, đem những cái này đi, đem đi. Thôi Mẫn bỏ ra ngoài và quay trở lại, trên tay không có gì. Nàng quỳ xuống và ôm lấy chân chồng. Nếu chàng không thể tha thứ cho em, theo như lời em kể, xin hãy nghĩ đến Đại Trí và Vân Thụy và đừng... An Phúc nói ngay, nhưng giọng nói gần như không còn sinh khí nữa.
Nàng có thể ở lại, sáng mai ta sẽ thu gọn hành lý và đi Thượng Hải ngay. Nàng sợ hãi ngẩng lên nhìn chồng. Chàng không đem em đi Thượng Hải theo ư? Chàng vẫn không tin em ư? Em rất sạch sẽ, em không làm điều gì để nhục đến chàng mà. Ta tin nàng, đó là lý do tại sao nàng có thể ở lại đây. Ta biết nàng không còn nơi nào để đi nữa. Thôi Mẫn chậm chạp đứng dậy, mắt chăm chú nhìn chồng. Nhưng chàng không còn muốn có em nữa phải không? Chàng không trở về đây nữa phải không? An Phúc tránh mắt vợ. Chừng nào cha mẹ còn sống, ta vẫn phải trở về thăm. Nhưng giữa ta và nàng không còn gì nữa. Ta sẽ không đuổi nàng ra khỏi cửa và cũng không nói một điều gì cho Đại Trí và Bân Thụy biết. Ta sẽ xin mẹ không nói cho chúng nó biết chuyện này. Ta sẽ gửi tiền cho nàng hàng tháng như thường lệ. Nhưng giữa nàng và ta không còn gì nữa. Thôi Mẫn lùi dần. Nàng kêu lên An Phúc. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chồng vợ nàng gọi tên chồng. An Phúc hơi giật mình vì không quen gọi thẳng tên như thế. Chàng nhìn nàng như thể nhìn nàng lần đầu tiên. Nàng nói, An Phúc em hiểu, đừng nói thêm một lời nào nữa. Em chỉ muốn chàng sẽ không hối tiếc. Nàng lùi ra khỏi phòng, để lại cho chàng cây đèn tù mù và tách trà không trên bàn ngủ cạnh giường. Sáng hôm sau, An Phúc bị đánh thức bởi tiếng kêu hốt hoảng của con ở. Nó kêu, ông chủ ơi, bà chủ đâu, không thấy bà chủ đâu cả. Chàng ngồi bật dậy và mí mắt co giật dữ dội đến nỗi chàng phải lấy tay bịt lại. Mày nói gì thế? Bà chủ đi đâu rồi? Bà chủ biến mất rồi. Lão ông và lão bà Lưu, Trương Tẩu và con nữa đã đi tìm khắp nơi mà không thấy bà chủ đâu cả. Chàng nhảy xuống giường, hai tay nắm lấy cánh tay gầy khẳng khiu của con ở và lay mạnh. Mày đã tìm khắp nơi chưa? Mày có chắc không? Bỗng chàng không lay con ở nữa và đứng chết chân. Khó khăn lắm, chàng mới nói hết câu hỏi, mày đã tìm ngoài ao chưa? Trước khi con ở trả lời, An Phúc chạy xô vào phòng Thôi Mẫn, căn phòng chung của hai người, và suýt đụng phải cha mẹ đứng ngay tại cửa phòng. Bà mẹ giơ tay và giữ chàng lại. Có tìm ngoài ao rồi nhưng không thấy, ta nghĩ nó không tự tử đâu, nó không phải là loại người như vậy. An Phúc nhìn vào mắt mẹ như muốn tìm một sự bảo đảm, rồi chàng trông thấy cái nhếch mép khinh bỉ của bà mẹ, một sự biểu lộ mà chàng đã từng biết nhưng vẫn chưa biết rõ. Lần đầu tiên trong đời chàng phẫn nộ với mẹ. Thế thì mẹ nghĩ vợ con đi đâu? Ngạc nhiên và cảm thấy bị xúc phạm bằng cái giọng bất thường của con trai, bà mẹ bắt bẻ lại. Làm sao ta biết được? Có thể nó đi theo cái thằng lưu manh ấy. Ông bố bực mình với bà vợ. Mẹ thằng An Phúc, bà nói gì vậy? Rồi ông quay lại nói với con trai. Có thể nó trở về nhà cha mẹ nó. An Phúc nhìn ra ngoài cửa sổ, cái sân trống vắng dường như trống trải hơn dưới ánh nắng rực rỡ. Cha ơi, con không biết, vợ con chẳng còn ai cả. Bà mẹ ngồi xuống chiếc ghế phụ bên cạnh cửa và nhồi thuốc vào cái điếu. Ta mà là con thì ta sẽ không lo ngại cho nó đi đâu. Ta có thể nói là một dịp may loại bỏ được nó. An Phúc nhìn bà mẹ, bà ta gân cổ hút thuốc đến nỗi hai má lõm xuống, gò má và cằm nhô hẳn ra. Chàng bực mình mẹ hơn bao giờ hết vì tính tình quái quỷ và sự lãnh đạm của mẹ. Chàng cài lại khuy cổ và vuốt thẳng chiếc áo choàng. Con đi tìm vợ con. Bà mẹ ngừng thuốc và hỏi con, cái gì? An Phúc nhìn thẳng vào mắt ông bố như muốn xin một sự thông cảm. Cha ơi, con sẽ đi tìm vợ con. Khi tìm thấy, con sẽ đưa vợ con đi Thượng Hải. Bà mẹ dằn cái điếu xuống bàn và đứng dậy. Con nói gì vậy? Con mất trí rồi ư? Con đem nó đi Thượng Hải với con, sau cái việc nó đã làm cho con, sau khi nó đã làm ô danh nhà họ Trần. Con có còn là người đàn ông nữa không? Thưa mẹ, con biết nàng đã làm chuyện gì, và nàng làm chuyện ấy vì mẹ đấy. Rồi chàng hai tay ôm mặt và nói tiếp. Trong những năm dài vừa qua, nàng không phải là một người con dâu tốt ư? Nàng có là người mẹ tốt của Đại Trí và Vân Thụy không? Mẹ hãy nghĩ xem, bao năm nay ai là người chăm sóc mẹ chu đáo nhất? Ai là người chịu đau khổ nhục vì chiều lòng mẹ? Ai là người tần tảo sớm hôm vì cái nhà này? Chính là cô ấy, là Thôi Mẫn, là người vợ đã bỏ đi vì bị làm nhục, là người mà con đã nhẫn tâm nói ra những lời cay đắng với cô ấy. Những lời nói tuôn ra qua kẽ những ngón tay, nghe có vẻ khô khan. Chẳng nghe thấy ông bố nói,
Nếu con muốn đi tìm nó thì con phải đi ngay. Chàng ngẩng đầu lên, bắt gặp mắt của bố và nhìn mắt bố một lúc rồi gật đầu. Con đi đây cha ơi, con chào mẹ. Chàng bước hai bước dài, đẩy chiếc màn cửa ra và biến mất. Tiếng bước chân của chàng tắt dần ở cuối hành lang. Bà mẹ vội chạy ra cửa, An Phúc, An Phúc. Thôi, để nó đi. Bà quay bộ mặt mỏng về phía chồng và nói dằn giọng, tôi chỉ muốn nó ăn một cái gì trước khi đi mà thôi. Giờ tôi đã hiểu ai là người nó cần nhất trong lúc này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe truyện ngắn Người Con Dâu do tác giả Nguyễn Vạn Lý phỏng dịch. Vượt qua bao sóng gió, An Phúc đã hiểu hơn về người vợ của mình và nỗi tủi nhục mà cô phải trải qua. Hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Không thấy bà chủ đâu cả. Chàng ngồi bật dậy và mí mắt co giật dữ dội đến nỗi chàng phải lấy tay bịt lại. Mày nói gì thế? Bà chủ đi đâu rồi? Bà chủ biến mất rồi. Lão ông và lão bà Lưu, Trương Tẩu và con nữa đã đi tìm khắp nơi mà không thấy bà chủ đâu cả. Chàng nhảy xuống giường, hai tay nắm lấy cánh tay gầy khẳng khiu của con ở và lay mạnh. Mày đã tìm khắp nơi chưa? Mày có chắc không? Bỗng chàng không lay con ở nữa và đứng chết chân. Khó khăn lắm, chàng mới nói hết câu hỏi, mày đã tìm ngoài ao chưa? Trước khi con ở trả lời, An Phúc chạy xô vào phòng Thôi Mẫn, căn phòng chung của hai người, và suýt đụng phải cha mẹ đứng ngay tại cửa phòng. Bà mẹ giơ tay và giữ chàng lại. Có tìm ngoài ao rồi nhưng không thấy, ta nghĩ nó không tự tử đâu, nó không phải là loại người như vậy. An Phúc nhìn vào mắt mẹ như muốn tìm một sự bảo đảm, rồi chàng trông thấy cái nhếch mép khinh bỉ của bà mẹ, một sự biểu lộ mà chàng đã từng biết nhưng vẫn chưa biết rõ. Lần đầu tiên trong đời chàng phẫn nộ với mẹ. Thế thì mẹ nghĩ vợ con đi đâu? Ngạc nhiên và cảm thấy bị xúc phạm bằng cái giọng bất thường của con trai, bà mẹ bắt bẻ lại. Làm sao ta biết được? Có thể nó đi theo cái thằng lưu manh ấy. Ông bố bực mình với bà vợ. Mẹ thằng An Phúc, bà nói gì vậy? Rồi ông quay lại nói với con trai. Có thể nó trở về nhà cha mẹ nó. An Phúc nhìn ra ngoài cửa sổ, cái sân trống vắng dường như trống trải hơn dưới ánh nắng rực rỡ. Cha ơi, con không biết, con không biết, vợ con chẳng còn ai cả. Bà mẹ ngồi xuống chiếc ghế phụ bên cạnh cửa và nhồi thuốc vào cái điếu. Ta mà là con thì ta sẽ không lo ngại cho nó đi đâu. Ta có thể nói là một dịp may loại bỏ được nó. An Phúc nhìn bà mẹ, bà ta gân cổ hút thuốc đến nỗi hai má lõm xuống, gò má và cằm nhô hẳn ra. Chàng bực mình mẹ hơn bao giờ hết vì tính tình quái quỷ và sự lãnh đạm của mẹ. Chàng cài lại khuy cổ và vút thẳng chiếc áo choàng. Con đi tìm vợ con. Bà mẹ ngừng thuốc và hỏi con, cái gì? An Phúc nhìn thẳng vào mắt ông bố như muốn xin một sự thông cảm. Cha ơi, con sẽ đi tìm vợ con. Khi tìm thấy, con sẽ đưa vợ con đi Thượng Hải. Bà mẹ dằn cái điếu xuống bàn và đứng dậy. Con nói gì vậy? Con mất trí rồi ư? Con đem nó đi Thượng Hải với con, sau cái việc nó đã làm cho con, sau khi nó đã làm ô danh nhà họ Trần. Con có còn là người đàn ông nữa không? Thưa mẹ, con biết nàng đã làm chuyện gì, và nàng làm chuyện ấy vì mẹ đấy. Rồi chàng hai tay ôm mặt và nói tiếp. Trong những năm dài vừa qua, nàng không phải là một người con dâu tốt ư? Nàng có là người mẹ tốt của Đại Trí và Vân Thụy không? Mẹ, mẹ hãy nghĩ xem, bao năm nay ai là người chăm sóc mẹ chu đáo nhất? Ai là người chịu bao khổ nhục vì chiều lòng mẹ? Ai là người tần tảo sớm hôm vì cái nhà này? Chính là cô ấy, là Thôi Mẫn, là người vợ đã bỏ đi vì bị làm nhục, là người mà con đã nhẫn tâm nói ra những lời cay đắng với cô ấy. Những lời nói tuôn ra qua kẽ những ngón tay, nghe có vẻ khô khan. Chàng nghe thấy ông bố nói, nếu con muốn đi tìm nó thì con phải đi ngay. Chàng ngẩng đầu lên, bắt gặp mắt của bố và nhìn mắt bố một lúc rồi gật đầu. Con đi đây cha ơi, con chào mẹ.
Chàng bước hai bước dài, đẩy chiếc màn cửa ra và biến mất. Tiếng bước chân của chàng tắt dần ở cuối hành lang. Bà mẹ vội chạy ra cửa: "An Phúc, An Phúc!" "Thôi, để nó đi." Bà quay bộ mặt mỏng về phía chồng và nói dằn giọng: "Tôi chỉ muốn nó ăn một cái gì trước khi đi mà thôi. Giờ tôi đã hiểu ai là người nó cần nhất trong lúc này." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ngắn Người Con Dâu do tác giả Nguyễn Vạn Lý phỏng dịch. Vượt qua bao sóng gió, An Phúc đã hiểu hơn về người vợ của mình và nỗi tủi nhục mà cô phải trải qua. Hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Nàng làm chuyện ấy vì mẹ đấy. Rồi chàng hai tay ôm mặt và nói tiếp: "Trong những năm dài vừa qua, nàng không phải là một người con dâu tốt ư? Nàng có là người mẹ tốt của Đại Trí và Vân Thụy không? Mẹ, mẹ hãy nghĩ xem, bao năm nay ai là người chăm sóc mẹ chu đáo nhất? Ai là người chịu bao khổ nhục vì chiều lòng mẹ? Ai là người tần tảo sớm hôm vì cái nhà này? Chính là cô ấy, là Thôi Mẫn, là người vợ đã bỏ đi vì bị làm nhục, là người mà con đã nhẫn tâm nói ra những lời cay đắng với cô ấy." Những lời nói tuôn ra qua kẽ những ngón tay, nghe có vẻ khô khan. Chàng nghe thấy ông bố nói: "Nếu con muốn đi tìm nó thì con phải đi ngay." Chàng ngẩng đầu lên, bắt gặp mắt của bố và nhìn mắt bố một lúc rồi gật đầu: "Con đi đây cha ơi, con chào mẹ." Chàng bước hai bước dài, đẩy chiếc màn cửa ra và biến mất. Tiếng bước chân của chàng tắt dần ở cuối hành lang. Bà mẹ vội chạy ra cửa: "An Phúc, An Phúc!" "Thôi, để nó đi." Bà quay bộ mặt mỏng về phía chồng và nói dằn giọng: "Tôi chỉ muốn nó ăn một cái gì trước khi đi mà thôi. Giờ tôi đã hiểu ai là người nó cần nhất trong lúc này." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ngắn Người Con Dâu do tác giả Nguyễn Vạn Lý phỏng dịch. Vượt qua bao sóng gió, An Phúc đã hiểu hơn về người vợ của mình và nỗi tủi nhục mà cô phải trải qua. Hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Vội chạy ra cửa: "An Phúc, An Phúc!" "Thôi, để nó đi." Bà quay bộ mặt mỏng về phía chồng và nói dằn giọng: "Tôi chỉ muốn nó ăn một cái gì trước khi đi mà thôi. Giờ tôi đã hiểu ai là người nó cần nhất trong lúc này." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ngắn Người Con Dâu do tác giả Nguyễn Vạn Lý phỏng dịch. Vượt qua bao sóng gió, An Phúc đã hiểu hơn về người vợ của mình và nỗi tủi nhục mà cô phải trải qua. Hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Sóng gió. An Phúc đã hiểu hơn về người vợ của mình và nỗi tủi nhục mà cô phải trải qua. Hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!